Thưa quý vị, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc quan trọng với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến. Năm 2022, trong bối cảnh thời cơ thách thức đang xen, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, đã ban hành nhiều chủ trương biện pháp kịp thời để định hướng thông tin dư luận, ổn định tình hình. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố quan tâm nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ giải pháp được nêu trong nghị quyết số 09 về phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Với chủ đề năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với quyết tâm đó, tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố đã có nhiều chuyển biến khả quan và đạt được kết quả tương đối toàn diện. Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng vui mừng thông tin về những khởi sắc, bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội thành phố từ cuối quý 1 năm 2022, nhất là hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, vững chắc sau khi Thủ tướng Chính phủ có chủ trương mở cửa các hoạt động du lịch từ giữa tháng 3 năm 2022. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt kết quả tốt như tăng trưởng GDP quý 2 năm 2022 tăng 12,37%, bình quân 6 tháng đầu năm tăng 7,23% so với cùng kỳ, xếp thứ 2 về quy mô và tốc độ tăng GDP của các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 13.356 tỷ đồng, đạt gần 70% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư trong nước, phát triển doanh nghiệp tăng khá so với cùng kỳ. Việc tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị đạt được một số kết quả bước đầu. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các bộ, ban ngành trung ương hỗ trợ đồng hành cùng thành phố, xử lý quyết liệt 17 kiến nghị đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại thông báo số 02 ngày 4 tháng 1 năm 2022, nhất là tạo điều kiện để thành phố Đà Nẵng hoàn thành các cơ chế chính sách tạo động lực phát triển lâu dài cho thành phố, như xây dựng cơ chế chính sách để hình thành trung tâm tài chính quy mô khu vực, hình thành khu phi thuế quan, trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung Tây Nguyên và nhiều vấn đề khác, đặc biệt là tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các kết luận thanh tra bản án. Thành phố kính mong Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các ban bộ ngành cho ý kiến để thành phố tiếp thu hoàn thiện các cái nội dung về định hướng phát triển thành phố. Vấn đề thứ hai là cơ chế phát triển các khu công nghệ thông tin tập trung và khu công viên phần mềm. Kính đề nghị Thủ tướng quan tâm chỉ đạo Bộ Thông tin Truyền thông sớm trình Chính phủ công nhận đây là cái khu công nghệ thông tin tập trung để doanh nghiệp được hưởng các cái cơ chế ưu đãi. Thứ ba là cái cơ chế tháo gỡ các cái khó khăn trong phát triển khu công nghiệp để điều chỉnh cơ cấu kinh tế thành phố và tăng cái tỷ trọng công nghiệp để đảm bảo phát triển bền vững. Kính đề nghị Thủ tướng là cho phép thành phố căn cứ vào cái điểm A khoản 2 điều 6 nghị định 35 ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ để thực hiện cái việc quản lý khai thác sử dụng duy tu hạ tầng cái khu công nghiệp hỗ trợ cho phục vụ cho khu công nghệ cao. Cái vấn đề thứ tư là các chính sách về thúc đẩy nhanh để chuyển đổi số. Thì kính đề nghị Thủ tướng giao cho Bộ Thông tin Truyền thông sớm tham mưu xây dựng ban hành cái khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát theo cái chủ trương tại nghị quyết 52 của Bộ Chính trị. Kính đề nghị Thủ tướng tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc trong việc lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết theo luật quy hoạch đô thị năm 2009. Thì nhân cái buổi làm việc hôm nay thì chúng tôi cũng xin báo cáo để tháo gỡ, chứ không thì bây giờ hàng ngàn cái dự án mà người ta đã triển khai rồi và bây giờ cần phải có cái việc điều chỉnh thì lại phải dừng lại để chờ cái việc hoàn thành xong quy hoạch phân khu. Trên cơ sở những kiến nghị của thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã yêu cầu các bộ ban ngành trung ương phản hồi những vấn đề thuộc thẩm quyền. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đà Nẵng đã đạt được, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, nhất là trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng, lợi thế với những điểm nổi trội, khác biệt mà không địa phương nào trên cả nước có được. Vì vậy, thành phố Đà Nẵng cần phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể.
tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh, cơ hội nổi trội, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ ý lại, góp phần xây dựng nền kinh tế đất nước độc lập, tự chủ. Các đồng chí phải tập trung suy nghĩ, trí tuệ, sức lực, nguồn lực, rồi phương thức, cách làm, cách tiếp cận vấn đề để mà giải quyết cái hậu quả của cái dịch Covid này. Như các đồng chí đã biết, Đà Nẵng là chịu cái hậu quả rất lớn, là vì cái phát triển của chúng ta tập trung dịch vụ lớn, nhất là dịch vụ du lịch. Mà qua 2 năm thực hiện cái phòng chống dịch Covid này thì nó ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy cho nên là chúng ta phải xác định cái dự báo trong thời gian sắp tới là còn rất nặng nề các cái nhiệm vụ về khôi phục và phát triển kinh tế xã hội gắn với cái giữ vững cái ổn định chính trị và đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ cái trật tự an toàn xã hội, an ninh an toàn và an dân. Còn rất nhiều cái việc chúng ta cần phải làm để đoàn kết thống nhất, phát huy cái tinh thần sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ dám làm của thành phố, một cái thành phố năng động, sáng tạo, đầy cái triển vọng. Về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: chúng ta phải tập trung vào triển khai cái nghị quyết Đại hội 13, rồi triển khai cái nghị quyết Đại hội của Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, đúng không? Rồi là nghị quyết 119 của Quốc hội, rồi nghị quyết 40 của nghị định 40 của Chính phủ. Đây là những vấn đề mà xác định rất cơ bản. Các ông chí cụ thể hóa rồi tổ chức triển khai và lựa chọn công việc làm đến đâu chắc đến đó, rồi kia phải phân cấp phân quyền, tăng cá thể hóa cái trách nhiệm cá nhân. Rồi bên cạnh đó là chúng ta phải tăng cường cái giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực, rồi phải nâng cao cái trình độ của cán bộ lên, rồi phải phân bổ nguồn lực cho người ta, rồi coi trọng cái công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao cái năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, rồi đẩy mạnh hơn nữa cái công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã trả lời cụ thể về những kiến nghị đề xuất của thành phố Đà Nẵng, đồng thời yêu cầu Văn phòng Chính phủ tổng hợp đầy đủ các ý kiến cùng Đà Nẵng và các bộ ngành sớm hoàn thiện, thông báo kết luận buổi làm việc hôm nay để thống nhất triển khai thực hiện.